Hai chào anh em, chào mừng quay trở lại với Tokyo Camera. Và hiện thì mình đang có trên bàn đây là hai chiếc flycam đến từ nhà Autel. Có thể anh em chưa tìm hiểu qua nhiều về Autel, nó sẽ không nổi tiếng rầm rộ như là DJI, nhưng mà có thể anh em chưa biết rằng là những cái chiếc flycam của Autel bây giờ đây đang càng ngày càng được phổ biến hơn rồi đấy. Và đây cũng là chiếc flycam duy nhất ngoài DJI cũng được nhận cái giải thưởng là flycam chất lượng 5 sao. Ok. Và ngay bây giờ thì hãy cùng mình đi đập hộp chiếc Autel Evo Nano này ra. Còn với cái phiên bản Evo Lite này to hơn này thì sếp Lê Anh bách đi chơi rồi. Cho nên là anh em mình hãy cùng đập hộp chiếc Evo Nano này ra để xem em nó có ngon hay không anh em nhá. Bắt đầu thế nào. Ngay từ ngoài hộp thì có thể anh em đã thấy rằng là cái chiếc flycam này nó có một thiết kế hộp rất là nhỏ đúng không nào? Đây, so sánh với cái mặt mình thì biết nó có thiết kế rất là nhỏ. Và với cái chiếc flycam này thì mình thấy rằng là nó có một cái sự tương đồng rất là lớn với cả những chiếc DJI Mavic Mini anh em ạ. Nhưng mà em này có những cái điểm hay, thông minh hơn rất nhiều. Ở góc bên dưới hộp thì nó có in ở đây là 249g. Thì theo những cái tiêu chuẩn của Mỹ ấy, những cái chiếc flycam mà dưới 250g thì hình như là bay không phải cấp phép thì phải. Đấy, đấy là ở Mỹ thôi anh em nhá, còn Việt Nam thì khác. Ok, rồi ngay bây giờ thì hãy cùng mình đập hộp ra một chiếc cái hộp rất là nhỏ. Thì trong này anh em sẽ có một cái túi đeo luôn. Rồi. Và chắc chắn rồi, chúng ta sẽ không phải lựa chọn giữa bản base và bản combo, bởi vì là tất cả nó đều gói gọn trong cái túi này hết. Anh em sẽ có đầy đủ cả flycam, cả pin, cả sạc, cáp sạc, tay điều khiển, 3 pin, đốc sạc, vân vân. Đủ hết trong ta. Ok, thì mình sẽ bóc hộp ngay em này ra anh em nhé. Đấy, một cái túi thì chất lượng hoàn thiện cũng khá là tốt, và vật liệu vải này mình thấy cũng giống như là những cái túi ở trên những dòng sản phẩm DJI luôn, chất lượng khá là ok, có cả chống sốc. Đây, đây sẽ là phía bên trong của túi chúng ta, là mình sẽ nhặt từng túi ra một nhé. Đầu tiên là sợi cáp sạc này, đây sẽ là sợi cáp C2C để anh em có thể cắm vào cái cục sạc nhanh của cái con máy đi kèm luôn. Tiếp theo nữa, một tay điều khiển, và đây là cái thiết kế tay điều khiển của dòng Autel. Nó sẽ không giống như là cái kiểu DJI, trông cái tay này nó khá là nhựa, nó khá là gì đó, mình không quen cho lắm. Mình quen nhìn những cái tay điều khiển của DJI hơn, mình thích những cái phiên bản đó hơn đúng không nào. Nhưng mà chúng ta cũng phải làm quen với những cái mới để tiếp cận những cái mới đúng không nào anh em. Tiếp theo ở đây chúng ta sẽ có một cái đốc sạc 3 pin và cái đốc này rất là mỏng. Đấy, rất là tiện để chúng ta có thể dàng mang theo. Tiếp theo là một cái hộp để đựng cánh máy bay này anh em này. Đây thì mình sẽ check qua xem cho chúng ta xem có tổng cộng là bao nhiêu cánh. 2. Ở đây trong này chúng ta còn có những cái cáp để kết nối ra tay điều khiển với điện thoại nữa. Tiếp theo là những con ốc. 3 cánh này, 4 cánh này, 5 cánh này, 6 cánh này, đấy. Ok, chưa hết, trong hộp chúng ta chưa hết đâu, phụ kiện vẫn còn. Em sẽ có thêm một cục sạc này, cục sạc nhanh. Công suất cục sạc này sẽ mang công suất là 18W anh em ạ. Sạc khá là nhanh anh em ạ, 18W. Tiếp theo nữa, anh em sẽ có là 3 cục pin luôn, phụ kiện rất nhiều. Đấy, 3 cục pin luôn anh em nhé. Và với mỗi cục pin ở đây chúng ta sẽ có công suất là 2250mAh. Với hãng công bố thì con flycam này với mỗi cục pin chúng ta có thể bay được tới là 28 phút cơ. Rất là lâu anh em ạ, rất là lâu, 28 phút trên một cái cục pin bé tẹo như này là rất lâu anh em nhé. Và tất nhiên là thời lượng thực tế, sử dụng thực tế thì có thể nó sẽ rút ngắn hơn bình thường, nhưng mà mình cũng nghĩ là nó sẽ chỉ loanh quanh khoảng độ 24-25 phút là rất ổn anh em ạ. Rồi, cuối cùng mình sẽ tới nhân vật chính chúng ta. Đấy chính là chiếc Autel Evo Nano. Cái cảm nhận đầu tiên khi mình cầm vào cái chiếc flycam này thì đấy chính là nó rất nhỏ và rất nhẹ anh em ạ. Đấy, nó rất nhỏ rất nhẹ, và trên này thì họ bắt sẵn cánh trong tay luôn này, họ bắt vít sẵn cánh ở đây, tức là 6 cái cánh kia là cánh dự phòng hết anh em nhá. Còn đây họ đã có sẵn cho ta là 4 cánh chính ở trên máy bay đây rồi. Ok, họ bắt vít sẵn vào đây trong ta rồi. Và cái cảm nhận đầu tiên của mình đấy chính là rất nhỏ, nó nhỏ như là những chiếc DJI Mavic Mini luôn ấy, nó cực kỳ là nhỏ. Và màu sơn trắng này, nhựa, cái vật liệu nhựa này là nhựa mịn và cái độ hoàn thiện rất là tốt. Vật liệu nhựa này theo mình sờ lên và mình cảm nhận thấy đây là một vật liệu nhựa cũng là cao cấp đấy, và nó rất là nhẹ anh em nhá. Mình sẽ bỏ cái lẫy để có thể giữ cái máy bay này ra. Đây, họ rất cẩn thận khi mà trang bị chúng ta thêm một cái ngàm cao su như này để có thể giữ lấy cái thân máy bay, kẹp cái cánh này vào để nó đỡ bị xê dịch lung tung. Rất cẩn thận đúng không nào anh em, đủ hết phụ kiện chúng ta. Rồi thì mình sẽ đi qua một chút về cái thiết kế bên ngoài của chiếc flycam này. Anh có thấy không? Cái cơ chế mở cánh thì vẫn giống y hệt như là nhà DJI mà thôi, đúng không nào? Cái ngôn ngữ thiết kế đấy, cái cơ chế thiết kế đấy, cơ chế khí động học như thế thì phải nói là rất nhiều hãng phải học hỏi theo rất nhiều anh em ạ. Trước tiên thì anh em có thể để ý rằng là với cái máy bay này thì em nó sẽ có rất là nhiều cảm biến anh em ạ. Và những cái dòng flycam của Autel ấy
thì từ trước đến nay, từ lúc nó nổi tiếng cho đến nay, nó nổi tiếng bởi vì sao? Bởi vì cái sự thông minh của nó. Nó có rất là nhiều cái mắt cảm biến, phía trước 2 cái, phía sau 2 cái, dưới bụng 2 cái, có cả cảm biến sóng âm. Thì với những cái chiếc flycam như thế này, nó có thể quét những cái chướng ngại vật và nó tự lập cho mình một cái chương trình bay để sao mà có thể né tất cả chướng ngại vật đó một cách cực kỳ là thông minh. Và đây là một chiếc flycam duy nhất trên thế giới mang trong mình nhiều cảm biến và hệ thống cảm biến thông minh tới vậy trên một thân hình nhỏ như thế này. Anh em nhớ nhá, duy nhất trên cái thân hình nhỏ như này. Bởi vì sao? Những cái chiếc flycam lớn hơn chắc chắn là cái việc trang bị ở đây những cái cảm biến như này là rất đơn giản rồi. Nhưng mà trên một cái thân hình nhỏ như này, thậm chí là với những chiếc Mavic Mini chỉ có cảm biến dưới bụng thôi, thì trên cái chiếc Autel Evo Nano này, em nói cho chúng ta là cảm biến trước sau và cả dưới bụng luôn, đúng không nào? Tiếp theo nữa chúng ta sẽ cùng tới với cụm camera. Thì cái cơ chế đóng mở cái ngàm này nó cũng giống như trên những dòng DJI mà thôi. Tất nhiên rồi, ngôn ngữ thiết kế này chắc chắn là phải đi mượn rất là nhiều đây. Và anh em sẽ có thể để ý thấy rằng là trên đây chúng ta có một cái hệ thống gimbal chống rung 30. Với một chiếc camera thì nó cũng khá là nhỏ nhắn xinh xắn mà thôi, thì gimbal nó không phải quá là to. Và khi chúng ta nhìn phía bên trong này thì có thể nhìn xuyên một phát từ đằng trước ra đằng sau luôn, nó rất là thông thoáng. Thì với cái hệ thống thông thoáng như thế này, gió có thể luồn trực tiếp vào pin và giúp tản nhiệt cho pin được rất là nhiều anh em nhé. Rất là thông minh, xung quanh cũng có lỗ thoát khí ở hai bên nữa. Khi mà chúng ta bít kín, pin kín mà thì nó sẽ không bị gây ảnh hưởng tới cái tính khí động học của chiếc máy bay này, đúng không nào? Camera độ phân giải là 48 megapixel, tức là nó sẽ có kích thước là 8000 x 6000, rất lớn anh em ạ. Đấy là kích thước của ảnh. Còn khi mà em quay video thì em có thể quy đổi ra, nó có thể quay được là 4K và 30 fps. Đó, như vậy là trước mắt là đã thấy hơn DJI ở DJI Mini rồi, đúng không nào? Anh em sẽ có thể quay sắc nét hơn với frame rate cao hơn này. Tiếp theo nữa thì cái chiếc camera này nó có kích thước cảm biến là 1/1.28 inch, tức là nó sẽ tương đương với khoảng đâu đó xấp xỉ 0,8 inch như vậy. Nó cũng khá là lớn. Và với cái cảm biến kích thước nó ổn áp như thế thì nó sẽ cho chúng ta khả năng thu sáng được tốt hơn, giảm nhiễu hơn, đúng không nào? Với cái em camera này thì nó sẽ có cái F này, cái khẩu độ này lên tới tận 1.9 cơ. Đấy, tức là cái khẩu độ mở ra rất là lớn và nó sẽ giảm nhiễu hơn, cho chúng ta khả năng nhạy sáng được tốt hơn, độ sáng vào ống kính được nhiều hơn, đúng không nào? Và có cả chế độ lấy nét thì nó kết hợp giữa PDAF và CDAF anh em nhé. Anh em có thể lên mạng và tìm hiểu qua và Google search là PDAF và CDAF để có thể lý giải nó là cái gì. Rồi thì đó là một số cái thông số cơ bản của cái chiếc flycam này. Để mà test về màu sắc hay độ nhạy sáng, quay khả năng thiếu sáng như nào thì mình sẽ phải quay qua một số đoạn rồi là mình sẽ tráo vào B-roll để cho anh em có thể thẩm anh em nhé. Ngoài ra thì một số các cái điểm xung quanh nữa của chiếc camera này như là em nó cho chúng ta khả năng zoom lên tới 16 lần, zoom kỹ thuật số lên tới 16 lần này. Hay là góc mở ống kính lên tới là 84 độ cũng khá là rộng để chúng ta có thể quay được rất là nhiều các quang cảnh xung quanh, hay của gia đình chúng ta đi du lịch hay là bạn bè đi chơi với bạn bè anh em. Thì cái chiếc flycam này phải là một chiếc flycam mà nó vừa thuận tiện, nó vừa tối ưu chi phí, nó vừa thông minh, chất lượng camera ổn áp, đúng không nào? Ok, một cái thân hình khá là nhỏ gọn, mình khá là ấn tượng với chiếc flycam này. Thật sự là khi mà mình chưa trên tay thì mình nghĩ rằng là DJI là bố, là ông nội của những dòng flycam. Và những chiếc flycam khác mà chúng ta trên tay thì nó đều mang lại chúng ta một chất liệu nó rất là rẻ tiền, một khả năng vận hành nó rất là kiểu bất ổn, nó rất là tròng trành, nó rất là bấp bênh. Thì với chiếc Autel này, đây là một chiếc đầu tiên mà mình được trên tay, thì nó kiểu nó tái định nghĩa lại hoàn toàn những cái dòng flycam ngoài DJI của mình. Mình cảm thấy rằng là với chiếc flycam này nó
cho mình một cái trải nghiệm tuyệt vời. Rồi, đó. Tiếp theo là mình sẽ đi qua nói qua một chút về cái tay điều khiển này anh em nhé. Thì với cái tay điều khiển này, đây chúng ta có thể cầm như này, như kiểu là một cái tay PS5 như này, anh em có thể nhìn thấy này. Nó y hệt như là một cái chiếc tay chơi game PS5 vậy, anh em thấy không? Và anh em sẽ có một cái ngàm phía bên trên này để có thể mở ra kẹp thêm những cái điện thoại kích thước lớn. Nó có thể nới ra thêm như này để kẹp thêm rất là nhiều các mẫu điện thoại kích thước lớn này. Tiếp theo nữa thì ở đây nó có khá là nhiều nút, nút function này, nút vòng zoom, zoom in, zoom out hay là ngửa camera lên, cục xuống. Tiếp theo là nút quay tích hợp với nút chụp ở bên này và hai phím joystick ở phía bên trên này. Trông khá là giống như tay đồ chơi ấy anh em ạ. Và nút home ở đây, return home, nút nguồn cũng như là nút pause video. Đó, đó là một số các cái điểm đáng chú ý ở trên cái tay cầm này. Ngoài ra thì anh em sẽ có một cái sợi cáp đây, anh em có thể nối vòng từ trên xuống dưới như thế này và cắm ở đây cho nó gọn. Đi dây về phía đằng sau này rất gọn đúng không nào. Còn khi ra sử dụng chúng ta chỉ việc nhấc ra và cắm lên điện thoại, rất tiện. Ok, và tiếp theo sẽ là một số cái điểm rất là nổi bật ở trên chiếc Autel Evo Nano này. Cái điểm đầu tiên đấy chính là về cái khoảng cách độ xa của em nó có thể bay được. Hãng công bố nó có thể bay lên tới là 16,8 km anh em ạ. Thôi, coi như cứ lấy một nửa đi anh em nhá. 8,4 km thôi. Là mình đã thấy nó quá xa rồi, mình bắt đầu cảm thấy đau tim mình, chúng ta bay tới 8,4 km là nó rất xa rồi. Đó. Quan trọng là cái viên pin của nó có thể trụ được như hay không đúng không nào? Tiếp theo nữa thì về cái tốc độ bay của nó, khi mà chúng ta để chế độ sport nó có thể bay chúng ta khá là nhanh. Em nó có thể bay lên tới là 15m/giây. Đấy là ở điều kiện không có gió em nhé. Còn điều kiện có gió chắc chắn là sẽ ảnh hưởng bởi môi trường đúng không nào? Thì lúc này chúng ta sẽ tính sau đúng không nào? Nhưng mà với tốc độ thế là rất nhanh anh em ạ. Và lý do vì sao mình nói rằng là các cái mắt cảm biến đây nó đều rất là tuyệt vời, vì là cái độ xa khi mà nó đo chính xác được ấy, từ cái độ xa tối đa để mà cảm biến này nó có thể hoạt động được chính xác ấy, là khoảng 18m với cái cảm biến phía trước, 20m với cái cảm biến phía sau. Tức là ở độ xa khoảng 18m nó đã có thể đo được chính xác cái chướng ngại vật, cũng như là có thể tính toán ra được các cái đường đi nước bước như thế nào để mà có thể né được vật cản rồi. Quá ổn áp anh em ạ. Ok, và đó là một bài đập hộp cũng như là trên tay nhanh chiếc Autel Evo Nano, một chiếc máy rất là nhỏ gọn như thế này. Tiếp theo thì anh em hãy cùng mình đi trải nghiệm chiếc máy bay này, cũng như là kết thúc video của mình tại đây anh em nhé. Hy vọng là em sẽ cảm thấy yêu thích Tokyo Camera và đừng quên tiếp cho mình một like và một sub video này anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em trong những video test khả năng vận hành cũng như là test chi tiết chất lượng camera của chiếc Autel Evo Nano này. Xin chào anh em.